Nhân dịp năm học mới 2021-2022, sáng nay các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã đến dự và chung vui với các nhà trường tại một số địa phương. Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học 2021-2020 tại Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên. Năm học 2020-2021, với nhiều cố gắng trong công tác dạy và học, chất lượng giáo dục của Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên đã không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường đạt gần 12%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt gần 100%. Năm học 2020-2021, nhà trường có 4 tập thể được công nhận là lao động tiên tiến, 7 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong năm học mới 2021-2022, nhà trường đón 439 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 1.400 học sinh. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới 2021-2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về giáo dục, cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong rằng các em học sinh cần nỗ lực cố gắng, tích cực học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống, chủ động lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học mới, đóng góp vào những thành tích to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 10 suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cùng với Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, hôm nay trên 26.500 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên cũng bước vào năm học mới. Các nhà trường đã nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học 2020-2021 vừa qua. Nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3, là trường liên cấp đầu tiên của huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần xây dựng xã Đào Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn năm học 2021-2022, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đào Thịnh sẽ thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy và học. Tập trung bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng đầu ra cấp trung học cơ sở, tiếp tục tu bổ xây dựng nhà trường, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Cùng với đó duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Năm học 2021-2022, huyện Trấn Yên có 52 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 24 điểm trường, 3 phân hiệu, 651 nhóm lớp với gần 21.000 học sinh, tăng gần 300 học sinh so với năm học trước. Ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Đánh trống khai trường và phát biểu chúc mừng thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Thạch Lương, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn mong muốn trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Đặc biệt quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh để đảm bảo sĩ số, tỷ lệ chuyên cần. Triển khai linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy và học phù hợp với diễn biến tình hình của dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo chất lượng dạy và học.
tập trung triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đảm bảo đúng theo hướng dẫn và phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 cho trường tiểu học và trung học cơ sở Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Các sở ban ngành của tỉnh cũng trao các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Hôm nay, toàn thị xã Nghĩa Lộ có 35 trường đồng loạt khai giảng năm học mới 2021-2022. Sáng ngày 5 tháng 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Năm học mới 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải có 21 lớp với 716 học sinh, 99% học sinh dân tộc Mông. Có 531 học sinh ở bán trú. Với đặc thù là trường vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, thầy và trò nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất để hoàn thành tốt công tác dạy và học. Tỷ lệ chuyên cần đạt 98,8%, công tác chăm sóc học sinh bán trú luôn được chú trọng quan tâm. Bước vào năm học mới 2021-2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khắt xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo nhiệm vụ năm học mới, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong năm học này, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh bán trú của nhà trường sẽ không còn được nhà nước hỗ trợ. Vì vậy, nhà trường sẽ phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đồng thời triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường, nhất là phòng chống COVID-19 cho học sinh ở bán trú. Nhân dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập, 15 suất học bổng mỗi suất trị giá 300.000 đồng, 1.000 khẩu trang y tế và 2 thùng quần áo mới tổng trị giá 35 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái cùng các nhà hảo tâm dành tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khắt, giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.